Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Offline của mình. Video này chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần GTA 5 mod đó. Ở đây thì mình đang chơi Michael và mình sẽ lên trên nhà. Thằng Timmy nó đang chơi game. Mày chán sống rồi. Để mình làm một ngao cằn đây. Có nó đây không hút cằn được. Mình tính hút cần để mà làm cái gì nè. Shit, ở trong này có cái toilet nữa. Gì mà trước giờ mình không biết. Tính vô hút ngao cần biến thành Green Goblin test cho các bạn xem. Nhưng mà thôi, biến luôn nha. Kìa nó đang chơi game bắn súng quá trời luôn, nó chơi game gì vậy? Rồi, mình không biết game đó luôn. Green Goblin Leader. Đây là một bản mod mới á, mình vừa mới mod vô. Wow, ở đây nó có hai cái trang phục. Một cái trang phục năm 2002 với một trang phục 2014 nè. Mình biến trang phục 2002 trước nha. Yeah! Đây là nhân vật yêu tinh xanh, kẻ thù của người nhện đấy các bạn. Đây mình biến rồi, mình mod vào mod này náo loạn nè. Tính nó hút cằn phê phê vô biến thành con này quấn lộn vô đã. Kìa nó chơi game mà. Mày bây giờ mày dẹp game chưa? Mày dẹp game chưa? Tắt liền thấy không? Trời, chuyển qua mạng khác à. Mày dẹp game chưa? Trời. Thế rồi cái tuyệt chiêu này chọi vô một cái là người ta biến thành tro bụi luôn á, các bạn thấy ghê không? Bùm đâu. Vậy là cái tivi này nó không có bể. Kỳ vậy. Cái tivi đó là tivi điện máy xanh thì chất lượng cao ghê vậy. Trời nó không bể luôn. Thì mình phá nhà luôn. Bùm. Trời cái kia này đã lắm các bạn ơi, mạnh lắm nha. Nó có cái tuyệt chiêu nè. Trời này vô là người ta biến mất luôn. Ê lộn rồi. Nè cái này mới đúng nè. Trời ơi, tha hồ mình ra bên ngoài mình quẩy. Rồi mình có cái thảm bài nữa, cái thảm bài của mình đâu rồi? Rồi cái thảm bài phía sau lưng. Đâu mất tiêu rồi. Đây mình coi cái thảm bài của mình đâu rồi, leo ra. Và ra cái sân tennis được luôn. Cái gì vậy? Kìa, cái thảm bài của mình kìa. Đó các bạn thấy chưa? Lên, bay lên nha, mình sẽ bóng lên. Bóng lên. Wow. Đây, mình ra ngoài, mình náo loạn. Ây da. Trời ơi, dính mắc kẹt vô cái hàng rào. Cái thảm bài này khó điều khiển lắm các bạn. Mình mới mod vô, mình chưa quen nữa. Nó đâu mất tiêu rồi. Nó tự đi. Nó tự đi tấn công người khác. Mình đã bay lên rồi. Wow. Trên cái thảm bài này chúng ta có thể là thay đổi vũ khí được đó các bạn. Nè thấy không? Rồi, chúng mình quỷ diệt. mạnh quá. Rồi, mạnh quá trời luôn. Mày chạy đâu, lâu lắm rồi mình không có cảm giác đi náo loạn thành phố. Chết, bà tụi Pikachu tới. Nè, tụi Bullet mình mod lại thành kia đó dạng ngu nghe con. Mày. Nào, mình vô mình đi chăn mấy thằng Pikachu nữa mới được. Chết cha mày. Bùm, nè, cảnh sát. 4 sao luôn. Trời. Nè các bạn thấy không, tụi cảnh sát cơ động nè. Tụi cảnh sát cơ động lại nhìn đồng phục nó đẹp lắm. Bùm. Để mình quẩy lát đi rồi mình tạo ra nguyên cái biệt đội người nhện nè. Tạo ra nguyên biệt đội người nhện là solo nó. Quay chiếc siêu xe này nó bị hư mà nó chạy thấy ghê gì. Chưa hư. Bùm. Hai mày chạy đâu cho thoát. Chiếc này rồi gì mà nó không bể. Wow, chiếc đó nó ghê vậy.
Không bởi này. Không bởi này. Và ở đây có chiếc chiếc quay nữa nè. Im gì im gì. Thì mình đáp xuống rồi. Leo lên xe. Rin rin lên thế hệ mới. Cái tiệt chiêu này mới ghê nè các bạn. Trội vô đây là người ta mất tiêu hết á. Đó. Tan xương nát thịt luôn ha. Thấy ghê không? Đó. Rồi các bạn thấy ghê không? Sức mạnh quỷ diệt quá. Rồi còn cái thảm bay của mình kìa. Cái thảm bay của mình là tự tiêu diệt á. Tự tiêu diệt mấy thằng kia luôn. Đó các bạn thấy không? Nó tự động nó bắn luôn ha. Nào thằng nào xuống là nó xúc hết. Cái thảm bay. Thảm bay giết mấy thằng cảnh sát này luôn. Tụi đặc nhiệm tới. Tụi đặc nhiệm tới. Mình mod lại thành cái skin mà cảnh sát cơ động đó các bạn. Nhìn mắc cười quá à. Cảnh sát cơ động rồi văng luôn cái bánh xe. Oh no 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 no. Ê mình bị cháy, cháy quá trời cháy ơi. Mình nhìn mấy cảnh sát này mình mắc cười quá à. Bum bum à. Pikachu, Pikachu. Lên. Rồi cái thảm bay của mình rồi. Đó cái thảm bay mình tự động nó đi đi bắn người ta luôn kìa. Đó các bạn thấy không? Nè nè nè. Xử luôn. Xử nó. Đó. Rồi. Rồi công cụ để hủy diệt thế giới. Kìa lên 5 sao luôn rồi kìa. Bùm. Mình thích cái đạn này hơn nè. Cái đạn mà giết người tan xương nát thịt đó. Rồi các bạn nhìn nào. Ai cảnh sát cơ động không? Cảnh sát cơ động rồi. Đi ghê chưa? Không, tan xương nát thịt luôn. Mày chết nè. Mày. Cái xác nó chết đó các bạn. Chọi cái này xuống vẫn bị tan xương nát thịt đó nè. Ôm bụng. Ôm bụng. Ôm bụng. Thấy ghê chưa? Cảnh sát. Càng đó nó bị cái ấy mình giết kìa. Bập. 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 Đúng rồi, cái này mình đem vô cái trong cái khu quân đội sao ta. Ném một phát một là nguyên cái tụi nó biến mất hết trơn luôn. Tan hay nát thịt luôn ha. Cái skin này ghê 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 ghê. Thảm bay đâu? Tới đây cho anh. Rồi cái thảm bay mình rồi. Đây, tới đây. Yeah. Chúng ta phải đi tới khu quân đội. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Wow, tốc độ bay rất là nhanh đấy các bạn. Này các bạn thấy không? Ở trên thảm bay chúng ta có thể là bắn đạn. Đạn này chắc còn sức mạnh còn hơn khẩu đại bác của mình đó. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ghê không? Bum 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 bum. Đúng rồi. Mình trước khi mà bay tới khu quân đội đúng không? Để xử hết trơn cái đám kia. Chúng ta phải tạo ra thêm vài thằng người nhện để test cho các bạn xem nữa. À, thằng Green Goblin này mà đấu với người nhện là đúng bài luôn á. Y gan trong phim luôn á các bạn. À, xuống. Mình sẽ tạo ra người nhện cho các bạn xem. Người nhện hả? Người nhện là mình sẽ sử dụng cái rip hood. Rip hood và cho máu nó nhiều lên ha. Để không thôi mấy người nhện này cù bắp lắm. Cho mày 50.000 máu luôn. Rồi tạo ra nha. Tạo ra người nhện. Đi lên với anh đi tìm người nhện. Tụi cảnh sát cơ động này không lượng sức mình luôn. Không lượng sức mình này. Không lượng sức mình này. Không lượng sức mình. Người nhện tới kìa. Người nhện là cái đốm màu xanh xanh đó các bạn. Cái điểm bon màu xanh xanh nó tới đó. Mày. Rồi rồi rồi. Trời ơi nó dính vô cái ấy của mình kìa. Nó dính vô thăm bay mày. Chết cha mày chưa. Pikachu màu vàng. Người nhện nó mất tiêu rồi. Kìa. Người nhện. Mày. Nó khiêng xe lên nó chọi mình đó. Né. Ây da gãy cổ. Cái thảm bay đâu rồi? Lại tiêu diệt người nhện kìa. Nó khiêng what the fuck. Trời ơi nó khiêng chiếc xe nó chọi mấy người kia kìa các bạn thấy không? Nó chọi cảnh sát trước. Nó mới giết mình sao? Mình cũng lộn không có lại nó đâu. Ây da, nó cho một cước mà muốn hy sinh luôn. No. Đúng rồi, mình chọi cho nó tan xương nát thịt luôn nè. Mày hay người nhện. Mày hay người nhện. Sao mình dính vô cái nó bị cái của mình bắn rồi kìa.
mình cho nó 50.000 máu vì nó rất là mạnh. Rồi nó chọi cái chiếc xe luôn. Ghê ghê, đâu rồi nó rồi, người nhà anh này ghê quá. Kè 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 kè, nó đem nó vô lấy xe kìa. Rồi nó chơi, anh chơi anh khiêng xe anh chọi thôi nha. Mày hả người nhà anh, cái đó không có tác dụng với người nhện các bạn ơi. Ây da, rồi nó quýnh một cước một rồi. Cái vụ mà nổ gì là tan thay nát thịt á, nó không có hiệu quả với người nhện nữa. Mày yếu quá đi, bị nó quýnh muốn học máu luôn. Chỉnh cho nó lên 500.000 máu vì nó mạnh quá trời luôn. 50.000 mình chỉnh 50.000 máu vì nó mạnh quá trời mạnh luôn rồi. Kìa nó chọi kìa, nó chọi chiếc xe lên cái thang này để tao giúp mày cho. Tao giúp mày cho, ây da, tao đang giúp mày mà. Rồi nó quýnh rồi, ây da. Ê, ê, chết. Chết cha rồi, hết máu. Như vậy là mình solo không lợi, nói là, what the fuck. Tao không nhận rồi. Tao không nhận rồi, thằng khốn nạn. Thì thăm bài đâu rồi, cứu em. Mày nhớ cái mặt tao. Thảm bài đâu cứu tao, cái thảm bài đâu rồi, thì tao chơi có lại nó. Mày thảm bài đâu cứu em, Pikachu hết máu rồi Pikachu ơi. Mày nó khiêng xe nó chọi mình kìa. Mày khùng này, cái thảm bài đâu rồi, ôi. What the fuck. Anh da, người ta solo không lợi thằng người nhện này thôi. Người nhện mày dữ quá. Mình không biết cái kia này là loại chọi cái này ra làm cái gì nữa nè. Này mấy cái nhỏ nhỏ nữa nè. Thầy da, trời súng nó bắn thì ghê vậy. Bùm. Thấy không các bạn, thấy không nè, cái này nè, nó chỉ có nó có tầm ảnh hưởng đến mấy kia thôi. Chết bà, người nhện nó lợi nữa kìa. Ây da, nó quýnh mình chịu không nổi, nó quýnh mình hết máu. Ây da, da, no, xin tì. Xin tì, ngừ nhện này. Trời, nó đá xuyên tường luôn kìa, các bạn thấy ghê không? Rồi chắc này đắp chiếu luôn á. Cái thảm bài của mình rồi, thảm bài ơi, mày lên đây. Đây đây, cứ tao đi, lẹ đi, thằng người nhện nó bắt tao. Đúng rồi. Mình phải đi mới được. Không thể nào lại chơi với người nhện này được. Rồi, à, mình lên trên đây. Phải có cái thảm bay này chơi người nhện nó mới lại. Mày. Ây da. Chạy. Mày đứng trên cái thảm bay mà chịu không nổi luôn, rồi xe đụng ngừng. Ê, quê thăm bay ơi, đợi tao. Nó đâu rồi? Nhanh đi, thằng người nhện lại tao kìa, ông nội mày. Mày chạy đâu vậy? Trời ơi. Thằng người nhện nó gượt tao dữ rồi kìa, nó giờ này nó gượt cảnh sát. Đây nè, tao đây nè. Nhanh lên. Phải có cái thăm bay mới chơi lại thằng người nhện này các bạn ơi, nó quấn mạnh quá rồi. Lỡ chỉnh lên 50.000 máu, nó trâu quá trời trâu luôn. Cái thảm bay nó được kìa, lên cứu tao. Đúng rồi, ây da. Rồi nó lấy chiếc xe nó chọi một phát, một tai biến. Rồi mình thấy là mình hết máu rồi đó. Cái thảm bay khủng, cứu tao này ông nội. Lên, bay lên trên cao, bay đi thật xa. Trời ơi, chút xíu nữa kìa, nó bóng lên kìa. Mày làm sao bay được như tao hả người nhện? Người nhện mà sử dụng cái kin của thằng đây mình coi. Ây da, trời ơi, nó chọi đường vậy luôn hả? Trời, thấy ghê vậy. Rồi chiếc xe thằng người nhện này nó dữ quá các bạn, nó thông minh quá à. Ê, quay, what the fuck. Trúng cái cây kìa. Y gà nhân viên luôn này, yêu tinh xanh Vin Goblin bị quýnh như con chó gì đó. Chết luôn rồi kìa. Quýnh cái này chắc mình mất trí nhớ luôn á. Nhanh lên. Được rồi.
À, lên đây nè, rước tao. Không có cái này là không chơi lại người nhỏ anh đâu. Mình phải đứng trên cao được, di chuyển tùm lum tư la hết. Đúng rồi, chơi cái súng này đi. Súng này có bộ, có thể ăn thằng người nhỏ được rồi. Nó đâu vậy? Giờ nói dưới này nè. Mày ra đâu? Mày ra đâu? Quay. What the fuck? Hên né được. Mày chị nổi lắm. Trời ơi, nó giác là Pikachu lên, nó trời mình kìa. No, mày trời chúng được tao đấy. Kìa, nó tức quá, nó phóng rồi. No. Đó mà trời dính được tao đấy, thằng khùng kìa. Mày đúng rồi, mình chơi này nè. Thôi quên nữa, mình có súng đại bác này bắn liên tục gì sao mà chịu nói. Ôi, đây. Người nhện. Nhện chích cha mày đi, Đây, đâu rồi. Đâu. Quay. Mày, mình sẽ thay đổi lịch sử của phim luôn. Người nhện là quý năng thằng này đúng không? Cho mày chết. Ây da. Chết cha mình dạng này rồi. No. Hey, cái đâu rồi. Đây, cứu tao lại đi. Tao đây nè. Ê, không phải lên xe này quýnh chết ngắt. Chết rồi, cưới bên rồi, what the fuck. Còn chút xíu máu mà. Chiếc xe đâu rồi? Cái thăm bay của mình đâu rồi? Ê, cái đầu nó dính kìa. Ây da, chết rồi, còn có chút xíu máu. Chết rồi, bị người nhỏ này quýnh te tua quá. Không lẽ mình không thể nào thay đổi lịch sử đi đâu. Kìa, nó giác luôn chiếc xe, nó chọi mình kìa. What the fuck, tôi có hối hận rồi. Rồi còn có chút xíu máu mà. Cái thăm bay của mình đâu rồi, cứu tao. Cái thăm bay đâu rồi? Đây nè, tao đây nè. Đúng rồi, ok. Ừ, dính rồi các bạn ơi. Người nhện bị dính rồi. Mày. Không, nó bị dính vô mấy cái ngành của cái thăm bay của mình. Chỉnh thời tiết lại đây. Solo chỗ đã, để thời tiết sương mù khó chơi lắm. Chỉnh 50.000 máu cho thằng quỷ, thằng người nhện bắn đã thì. Không đi rồi. Kìa mày nè, mày. Ôi ôi, cái sức nó giận mạnh lắm ơi. Kiểu này là chơi không lại nữa rồi. Kìa, nó khiêng cái xe lửa kìa. Ừ, nó chọi chiếc xe tăng luôn, ghê chứ. Trời, trận đấu này kinh thiên động địa quá. Ây da. Ơi, hình như đắp chiếu rồi. Ngu nghe con. Mày, mình làm không lợi nữa các bạn ơi. Có cái đĩa bay mà còn làm không lợi nữa. Này do chỉnh máu nó trâu quá. Ê, đây nè, tao đây nè. Xuống đây, nhanh lên. Tao. Dạ, rồi thi hư hình này. What the fuck, dên nha. Oh shit. Như vậy là mình không thể nào thay đổi được lịch sử rồi các bạn. Là người nhện lúc nào cũng thắng, quỷ dữ chứ, nó mạnh quá trời mạnh đi. Ok, được rồi. À, mình sẽ tiếp tục với cái skin 2014 thử rồi cho các bạn xem. Queen Rotlin 2014. Ơ à. Sao không có gì thay đổi vậy? Rồi, bị lỗi luôn rồi. Queen Rotlin. Mình xóa, mình tạo lại. Nó còn cái skin 2014 cũng đẹp lắm. Mình lấy cái skin đó vô trong khu quân đội quẩy thử à. Chịu thua thằng người nhện này, y gan trong phim luôn á, không solo lại nó.
Nó mạnh quá trời quá đất. Ồ what the fuck, BGG. À đây đây, ok đây. Đó, các bạn hãy chờ kin 2014 nè. Ok. Rồi rồi rồi, cái thảm bài rồi. Trời ơi, cái thảm bài này đẹp lắm. Wow. Đây các bạn thấy chưa? Ghê không, ghê không, ghê không? Ôi. Bay ra khối sạch luôn nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy chưa? Hay à. Trời ơi, đẹp chưa, đẹp chưa? Không, đẹp không, đẹp không, đẹp không? Không, này làm ảnh thumbnail là quá cháy bùi chét luôn. Đấy. Ok, được rồi, mình không chỉnh góc nhìn thứ nhất được. Nói gì vậy? Đây, giờ mình sẽ bay qua khu quân đội nha. Rồi, checkpoint để đến khu quân đội này. Những khu quân đội bên đây. Đây, chúng ta phải bay qua đây. À, mình vô mình sử dụng cái kênh này coi có gì mới không. Ồ, cái tốc độ này bay muốn nhanh hơn rocket nữa các bạn. Không, bay nhanh hơn rocket nữa. Cảm giác tuyệt vời. Chơi quậy tưng bừng gì nó mới đã. Bạn còn nói là luôn. Ê, hình như mình đi hút khu quân đội. À đây 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 đây. Đây đây, khu quân đội đâu. Mình sẽ tiêu khiêu chiến với tụi này. Bùm 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 bùm. Tụi quân đội mày là cùi bắp thôi, cùi bắp thôi. Quấy nát khu quân đội này. Bùm bùm. Không, nghe chưa. Đây quân đội này rất là dở á. Đợi mà cái mấy cái kim squad mình đổi qua thành cơ động Việt Nam hết chơi rồi nhìn mắc cười luôn. Bùm bùm bùm. Nè mấy cái kho xăng dầu nè. Bùm bùm. Nát hết, nát hết. Quá trời luôn. Nó sẽ tăng gì đâu hết rồi. Tụi nó chạy hết rồi. Bye bye, bye bye. Thằng chật thằng, chật thằng. Chơi gì đi mới đã. Quá trời luôn. Bum bum. Ê, tụi nó đâu mất tiêu hết trơn rồi các bạn ơi. À đây, đây, đây. Xe tăng, xe tăng này, xe tăng này. Xe tăng này. Không kịp bắn được phát nào luôn ấy. À, cái tụi quân đội nó mà nó xài kim khác các bạn ơi, nó không phải xài kim cảnh sát cơ động. Wow. À, cái tụi quân đội như vậy là nó xài kim khác, quá êm. Vậy là sau này chúng ta có thể là sử dụng cái kim cảnh sát cơ động qua solo với cái tụi quân đội này được rồi. Chắc là mình sẽ làm cái phần video này cho cái nội dung của cái video này cho cái phần series sau á. Bom bom bom. Bơm này, bơm này, bơm này. À, ở đây trên đây quăng cái bơm màu trắng được nè. Tàn xương nát thịt này con trai của qua. Mày, mày phải cái grip này mà cho quăng vô mấy chiếc xe mà nó mắc luôn mấy chiếc xe nó mới đã. Bơm, bơm. Nè cái chim bay bay đó luôn. Hôm hôm hôm. Bây giờ nó toàn là đem xe tăng ra không hả ông ơi. Nó đem xe tăng ra nó chơi không à. Nó hết giá chơi người bình thường rồi. Giờ nó đem xe tăng ra rồi. Bom bom. Mày 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 mày. Mày mày nó ra chiếc máy bay mới luôn rồi. Ra chiếc máy bay mới. Wow, trên này có chiếc nữa.
khóa đã. Mình thích cái kia này hơn rồi đấy nha. Yes sir. Không, gì mà cấp nãy gì mà solo không lại cái thằng người nhện tức quá. Thiệt mình tức, tức dở lắm, chơi hơn lại người nhện. Người nhện chỉnh tới 50.000 máu, nó mạnh quá trời mạnh luôn. Không, chơi cầu tụi quân đội trong này nó không là gì cơ, nó yếu quá đi. Nhưng mà vô đây mình mới phát hiện ra một điều á. À, cái skin trong này không thay đổi, như vậy là trong tập sau mình có thể là có được cái nội dung mới làm cho các bạn đó, lấy đội quân cơ động của mình ra tấn công khu quân đội. Cha cha, bá cháy vui chét. Ba em. Yeah. Ok, thôi được rồi. Video mình sẽ tạm dừng hết các bạn. Cái phần skin này chắc nó cũng giống với cái skin hồi nãy rồi. Đây, thấy chưa? Không. Nó cũng giống với cái skin hồi nãy nhưng mà cái chức năng cái phần grip á nó cũng giống, chỉ có cái giao diện là nó khác rồi. Cái con này là của 2014 à, còn kia 2002. Mình thì thích cái con bên này hơn nè, cái con 2012 nè, ở 2014 này hơn, đẹp, đẹp hơn cái con kia á. Yeah. Và để thử test lại là hướng lần nữa trả thù lại mà chơi chơi phá anh đồ. À, cái này mà các bạn chỉnh lên thành nhỏ nhỏ thôi, 2.000 thôi, đúng không? Tạo ra thằng người nhện phát đi trả thù lại cũng được luôn á, đi trả thù lại là bá cháy luôn, là bắn một phát một là nó chết liền à, nó yếu lắm. Đâu rồi? Nè, nó đang dưới này nè. À, là mày chịu nổi với anh lắm. Mày cấp nãy mày ý 50.000 máu à, mày ý 50.000 máu mà cũng làm gì làm không mày. Mày ý 50.000 máu à, mày ý 50.000 máu. Giật ây da, ây da. Vậy mà nó chẳng mạnh như ngày nào các bạn ơi. Kè nó khiên chiếc bá bài cho tăng luôn kìa. Ê đồ quỷ. Ây da. Quỷ sứ em à. Trời. Gì mà nó chẳng mạnh thế gớm gì. Ơ à, đắp chiếu luôn rồi. Rồi nó vô này nó khiên bá bài cho tăng không à các bạn ơi. Wow, what the fuck. Ôi, nó quýnh mình lên không nổi luôn kìa. Ồ, mắc kẹt đây luôn. Chui ra, chui ra. Chui ra, chui ra. Chết rồi, mắc kẹt đây luôn rồi. Giúp tao mọi người nhớ. Thôi ra rồi, ra rồi. Thôi không lại rồi. Đi là chỉnh có 2.000 máu thôi. Còn bị nó quýnh gần chết, quýnh muốn chặt máu luôn. Ủa kìa con. Không có được, phải chạy mới được kìa, chạy bị nẻn bên luôn kìa. Quýnh, nó quýnh mình với mình nẻn bên luôn kìa. Đi xuống đây cướp tao. Quỷ thần kia. Ê, cái thăm bay này. Không nghe lời anh gì hết. Quay lại đây con quỷ. Quay lại đây. Nó lo gì giết ngự không à. Rồi, thằng người nhỏ rồi. Ây cha, như vậy là thằng người nhện nó chết ngắt luôn rồi. Ôi, nó bị tụi quân đội giết chết ngắt rồi các bạn ơi. Phải tèo chưa? Chưa đợi mình giết nữa, chạy chỉnh có 2.000 máu á. Nè, nó chết rồi nè. À, chỉnh có 2.000 máu nếu xìu à. Nè, nó làm chạy bãi nè, chích cha rồi đi. Mày tưởng nó mày ngon lắm không mày. Nè, nó làm chạy bãi nè. Ok, thôi được rồi, mình sẽ tạm dừng cái video của mình tại đây các bạn. À, các bạn xem thấy hay các bạn nhớ click like để mà chia sẻ video của mình cho thật là nhiều người ha. Đồng thời là nhớ click đăng ký để mà theo dõi những cái video mới trên kênh Game Offline của mình. Thì cái cách cài đặt mình sẽ chỉ cho các bạn trên cái kênh G5 Việt Mod ha. Cái cách cài đặt của cái bản zip này rất là dễ thôi, dễ lắm. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này đây để ra tiếp tục cái series làm đại China 5 đại chiến được đó, là chúng ta có thể là xây dựng căn cứ trên cái ngọn núi Chiliad á, rồi sau đó chúng ta đi xuống đây tấn công. Tại vì cái tụi quân đội này là nó mặc skin quân đội là quá im luôn rồi. Tại vì mình bữa giờ mình tưởng đó là nó dính cái skin của cảnh sát cơ động á, là không hay, không hợp, nhưng mà vậy là ok rồi. Rồi ra mình sẽ làm nội dung cho cái phần China 5 đại chiến nha. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nhớ đăng ký để mà theo dõi những cái video mới trên kênh Game Offline của mình. Bye bye.